Khu vực thông quan tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh, hiện mỗi ngày chỉ có khoảng 250 đến 300 lượt phương tiện thông quan tại đây. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, kim ngạch xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Cầu Treo chỉ đạt 124 triệu USD, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách đạt khoảng 100 tỷ, giảm hơn 60%. Đang vào giờ cao điểm, nhưng tại cửa thông quan của khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo lại rất vắng vẻ. Việc phương tiện và hàng hóa thông quan ở đây giảm mạnh đã không chỉ ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của chính quyền địa phương, mà về lâu dài, nếu như không có các giải pháp thì nó còn khiến cho các doanh nghiệp không mặn mà qua khu vực cửa khẩu này. Hội đồng nhân tỉnh rồi được Cục Hải quan tỉnh cũng như là Tổng cục Hải quan giao thu ngân sách là 550 tỷ. Nhưng mà đến hiện tại bây giờ thì chỉ mới thu được 100 tỷ. Đấy, thì nếu như mà không thu hút được các cái doanh nghiệp có những cái mặt hàng chủ lực trở về với cửa khẩu Cầu Treo thì việc hoàn thành chỉ tiêu này rất là khó khăn. Tình trạng điều hưu tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo xuất hiện từ tháng 8 năm 2023. Nguyên nhân là do tuyến đường lấy cửa khẩu thường xuyên bị sạt lở, dự án thi công mở rộng quốc lộ 8A chậm tiến độ khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Bên cạnh đó, chính sách mới của Lào có nhiều điểm gây khó khăn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa cũng như nhập khẩu hàng hóa từ Lào về Việt Nam. Ở phía Lào thì có một số trăm cấn là họ hạn chế về trọng tải, bên Việt Nam thì nó cho đúng về quy định của đăng kiểm là 33 đến 35 tấn, còn bên phía Lào thì là nó hạn chế con dưới 25 tấn. Cho nên là không hành giữa hai cái trọng lượng, cho nên là lượng xe nó chạy qua đấy nó cũng giảm. Thuế xuất khẩu của Lào đã tăng 10 đến 30% đối với một số mặt hàng của Lào xuất qua Việt Nam. Rồi là phương tiện vận tải thì nước bạn Lào cũng quản lý rất chặt. Thời điểm hiện tại là nước bạn Lào không cho phương tiện vận tải của mang biển kiểm soát Việt Nam vào nhập cảnh vào Lào nếu không chở hàng hóa. Trước những khó khăn trên, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã đề xuất các bộ ban ngành Việt Nam phối hợp hỗ trợ Lào khắc phục sạt lở khu vực đèo Đức, tỉnh Bô Lê Khâm Say, sớm hoàn thành dự án nâng cấp quốc lộ 8 để tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng trong lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, tỉnh Hà Tĩnh cũng cần sớm hoàn chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.